Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như là đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của một người. Mỗi nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Đặc biệt là đối với những nốt ruồi tại vị trí đặc biệt đều sẽ bật mí rất nhiều điều về bản mệnh, số phận cũng như là chuyện hôn nhân, tình cảm hay đường con cái của họ. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí, màu sắc, độ thẳng bóng và kích thước mà sự phú quý, phúc phần, sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi trên cơ thể đàn ông mà mệnh chủ cần phải chú ý. Quý anh chị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nốt ruồi ở bắc tay trước. Người nào có nốt ruồi mọc ở bắc tay trước càng gần với vị trí khuỷu tay thì lại càng giàu có, tài vận hanh thông. Họ rất có duyên với tiền bạc hay được lộc trời ban, thường xuyên vớ được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Một điểm cộng tuyệt vời cho những cá nhân có nốt ruồi mọc ở vị trí này là ở độ tuổi trung niên hoặc vãn niên, họ sẽ khá nổi tiếng, đức cao vọng trọng. Nốt ruồi mọc ở bụng. Người xưa quan niệm ai có nốt ruồi mọc ở vị trí bên dưới rốn khoảng 2 đốt ngón tay thì chắc chắn người ấy cả đời không phải lo lắng về tài chính, kinh tế và ẩm thực. Vì vùng bụng dưới này tượng trưng cho việc ăn uống no đủ, kinh tế dư giả, gia đình sung túc. Nhiều người còn cho rằng nốt ruồi ở nơi càng kín đáo, không dễ bị người khác nhìn thấy thì càng tốt, hay đem lại may mắn. Hãy cúi xuống nhìn thật kỹ bụng dưới của mình bạn nhé. Nốt ruồi ở vị trí cách rốn 2 đốt ngón tay đã tốt, nhưng nếu mọc ở ngay trong rốn thì tài vận lộc lá còn dồi dào hơn bội phần. Đa phần, người có nốt ruồi mọc ở ngay trong rốn sẽ được ăn sung mặc sướng suốt cả một đời, sống trong nhung lụa và chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền nong. Nốt ruồi kim quỹ ở hõm nách. Nốt ruồi nào mọc ở khu vực hõm nách nhưng hơi lệch về phía đôi bầu ngực được gọi là nốt ruồi kim quỹ. Kim quỹ ở đây cũng chính là tiền bạc, tài vận. Trước đây, ở các tiệm cầm đồ hoặc trong các gia đình quyền quý, người ta thường hay cất giữ tiền vào chiếc túi vải nhét vào trong nách cho kín đáo và đỡ bị mất trộm. Ngày nay, người ta thường ví rằng có nốt ruồi ở nách cũng chẳng khác nào bạn đang kẹp một chiếc ví giày cứng trong người. Người nào có nốt ruồi ở vị trí này đa phần sinh trưởng trong gia đình giàu có, khi trưởng thành được sống sung sướng không mấy khi phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Nốt ruồi ở cằm. Nhiều nhà nhân tướng học cho rằng khu vực cằm không phải là vị trí đắc địa cho những nốt ruồi, nhất là trên gương mặt phụ nữ. Nhưng thực ra, kinh nghiệm thực tế đúc kết cho thấy rất nhiều nam mệnh quý bà có nốt ruồi mọc ở ngay giữa cằm bao giờ cũng có cuộc sống ấm no giàu có. Một lưu ý nhỏ rằng những người phụ nữ đó phải có làn da đẹp, mịn màng, nốt ruồi không quá to, không phải bớt, không mọc lông. Nếu hội tụ đủ những đặc điểm này thì cả đời người phụ nữ ấy sẽ rất may mắn về con đường điền sản, kinh doanh bất động sản vô cùng phù hợp và được lộc. Nốt ruồi ở trước cổ. Nếu nam mệnh nào có nốt ruồi ở trước cổ, ở đúng phía bên phải thì cả đời không phải lo kiếm tiền, tiền cứ tiêu hết lại có. Không những có mà là ập đến rất nhiều và liên tục, như chiếc ví thạch xanh vậy. Nhưng đừng bao giờ chỉ bo bo giữ của, tiêu hết số tiền hay tích lũy chỉ cho riêng bản thân mình. Các cụ có câu, lộc bất tận hưởng, càng biết chia sẻ bao nhiêu, nguồn tài chính của bạn sẽ càng dồi dào, phát triển mạnh mẽ bấy nhiêu. Nhắc nhở rằng, nếu nốt ruồi ở trước cổ nhưng mà mọc chết về phía bên tay trái thì lại là nốt ruồi xui xẻo, chứ không đem lại may mắn về tiền tài cho chủ nhân. Nốt ruồi ở tai. Ai có nốt ruồi mọc ở tai thì cả đời sung sướng, khỏe mạnh, không lo chuyện bệnh tật ốm đau. Hơn nữa, đa phần những người mọc nốt ruồi ở tai đều có gia cảnh khấm khá, đời sống vật chất hơn người. Với đàn ông sở hữu nốt ruồi ở tai thì phần lớn đều là người giàu có, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và người bạn đời.
anh ta sẽ luôn sống trong cảnh xa hoa, giàu có, xứng danh với đại gia. Với người có nốt ruồi mọc ở tai thì xin được chúc mừng, họ sẽ là mục tiêu săn đuổi của cánh đàn ông, vì họ là thuộc tuýp người vượng phu ích tử, ai lấy được sẽ đều phất lên nhanh chóng. Người vợ mà có tướng mạo như vậy, khéo léo đảm đang, vừa giỏi quán xuyến việc nhà lại nhanh nhẹn, phụ giúp chồng con trong việc kinh doanh. Nốt ruồi ở gò má phải. Nếu người đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này, đa số là những người có thành tích tuyệt vời trong sự nghiệp tương lai của bản thân. Người đàn ông có đặc điểm như vậy là những người có cách ứng xử rất khéo léo. Cùng với tài năng của mình, họ được rất nhiều người yêu quý và ủng hộ. Theo nhân tướng học, người mà có nốt ruồi trên gò má bên phải thì đây đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng. Khi có gia đình rồi thì họ chỉ biết chăm lo cho gia đình, ngoài ra còn là những người đàn ông khéo léo trong việc chăm sóc con cái và mang đến những điều bất ngờ cho gia đình. Nốt ruồi ở khóe mắt phải. Sự thông minh, danh mãnh chính là đặc điểm mà người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở khóe mắt phải. Họ là những người có tham vọng, có hoài bão, chu đáo trong mọi vấn đề, từ gia đình cho tới sự nghiệp, từ đó mà họ được mọi người đề cao. Đây chính là đặc điểm của những người dễ thành công. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, những người đàn ông sở hữu đặc điểm này đều vượt được qua và luôn gặp được quý nhân phù trợ. Nốt ruồi trên đỉnh đầu. Thông thường thì mọi người thường quan tâm đến nốt ruồi trên cơ thể và không mấy khi quan tâm đến nốt ruồi trên đầu. Có rất ít người có nốt ruồi trên đỉnh đầu và theo nhân tướng học, nốt ruồi này được coi là điểm may mắn. Những người có nốt ruồi này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, khiến nhiều người ghen tị. Cuộc sống của những người sở hữu nốt ruồi trên đỉnh đầu sẽ sung sướng hơn. Họ không quá vất vả và lo ổn định kinh tế, cải thiện điều kiện sống. Nhờ vậy, gia đình thêm hạnh phúc và đầm ấm. Tuy nhiên, vận may của những người có nốt ruồi trên đỉnh đầu, tài lộc kéo đến và cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên vận chỉnh trong năm 2020 Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an lành. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Theo tử vi năm 2020, tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào những dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Xem phần trình tài lộc của tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích tài lộc sự nghiệp của người tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến trong năm Canh Tý thì sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không được lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi sao nhãng, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nhỏ do hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tý thủy tọa tại thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi.
Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được vị chức cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí, làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, tuổi Mão. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tý thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tý thủy và tuổi Mão phạm với cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiểm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể thực sự là khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ vững lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm, hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì tuổi Mão năm nay cần làm gì thì tốt nhất cũng phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho thật tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ thì thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế, bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không có được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế tý thủy gặp chính quan tinh, tý thủy và tị hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí thì sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những người buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cắt trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt thì không phải chịu áp lực gì với con giáp này, nhưng đó là loại áp lực vô hình khiến mọi thứ cứ sậm trần tại chỗ.
Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ không mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020, đòi hỏi phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho chổi rắn, chủ yếu gây họa tán tài, hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà trái với pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cẩn trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế. Có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là những nốt ruồi gắn với số mệnh người đàn ông mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên dù ai đang sở hữu tướng này mà không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.